Quá bất ngờ, ông lão râu dài tóc bạc chia sẻ về sư Thích Minh Tuệ. Dù thầy đã ẩn nhưng vẫn luôn ở trong tâm của chúng ta. Và ông lão có chia sẻ thêm về tảng đá giống như hình sư Thích Minh Tuệ. Xin mời tất cả mọi người cùng theo dõi video. Thời kỳ ông ẩn thì ông phải ẩn thôi, mà thời kỳ ông hiện là ông phải hiện thôi. Là do cái duyên của ông, cái sự xây chuyển theo cái phần hành của ông thôi, chứ mình đâu có thể mà phân biệt mà nói xe này xe kia được. Chỉ có mình có cái tính người đời thì hay có cái sự hiếu kỳ, thấy người đó đang hiện trường như vậy, rồi tự nhiên vắng mặt như vậy, thì người ta cũng phải có cái sự hiếu kỳ theo dõi coi này kia nọ. Cái đó là nó thuộc về cái thị phi rồi. Đủ duyên thì đến, hết duyên thì đi thôi, chứ không có sức người mình không có ép được á. Thì tất cả đều theo cái quy luật tự nhiên của thiên nhiên, mà trong cái quy luật tự nhiên này nó còn có cái duyên, nó hợp nhiều nhân tố. Thế nó hợp đúng nhân tố thì nó sẽ thành hình, mà nó thiếu nhân tố là nó không thành hình. Mà nó có thành hình thì nó cũng là khuyết. Cũng như trời đất thì phải có vật động và vật tịnh. Vật động tức là nhân loại, chúng sanh gồm có tứ loài: thấp sanh, quá sanh, noãn sanh và thai sanh. Mà trong thai sanh là con người đứng vào bậc nhất. Còn nói về vật tịnh thì cây, cỏ, đất, đá, núi, sông thì nó gồm có đủ. Trên cao thì có mây, có gió, có nước, có lửa. Dưới thì có đất đai, cây cỏ. Mà nó thiếu thì nó trở thành là, một là khuyết tật, hai là dị hình. Nó dị tướng kỳ hình. Đặt thí dụ con người thường bàn tay năm ngón, ai cũng như vậy, nhưng mà có người có bàn tay 6 ngón thì nó hơi khác hơn người ta rồi. Thì người ta phải dạch cho bàn tay đó, người ta coi tại sao nó lại là 6 ngón. Nha. Hay là bàn tay nó bị khuyết tật cũng như là 5 ngón mà nó bị co vấp một ngón như thế nào đó. Hay là bàn tay 5 ngón mà nó bị khuyết tật một ngón nào đó. Thì cái gì nó cũng có cái khuyết, mà hãy cái gì khuyết thì cái đó nó xíu. Như bàn tay mình 5 ngón mà nó tự nhiên cục ngón thì ta gọi là bàn tay khuyết tật. Thì cái chuyện đời như là sư Minh Tuệ hiện ra có khoảng là người ta biết đến là có khoảng là một tháng nay. Bây giờ ông sư Minh Tuệ ông cũng đang ẩn rồi, thì cũng do cái việc đó là việc du di của trời đất, mình không biết được không? Cái đó là mình miễn bàn. Mình bàn là nó không đúng rồi. Không như cái cảm nghĩ của ông Năm đó là không cảm nghĩ đối với tôi, không cảm nghĩ mà cũng không xét. Cái đó là tùy theo cái duyên hạnh của ông thôi, duyên phận của ông thôi. Còn công chúng thì muốn xét sao đó xét. Tôi thì miễn bình luận tới ông Minh Tuệ hiện hay là ẩn. Tôi thì không dính dáng tới mấy vấn đề đó. Có khi nào mà ổng ẩn bây giờ là do những cái cũng không đi theo ổng nhiều quá rồi cái chuyện cái đường tu ổng không? Cái chuyện đó tôi cũng không phân định được. Tôi chỉ biết là tôi thấy ổng hiện thì tôi nói cái hiện, mà tôi thấy ổng ẩn thì tôi nói cái ẩn, chứ không cần phải nói đến cái nguyên nhân tại bị như thế nào cả. Cho nên đối với ông Minh Tuệ thì tốt hơn là mình miễn bàn, miễn nhận định. Còn mấy người còn ở lại đi chung với ông sư Minh Tuệ mà bây giờ họ còn ở lại đó thì tùy mỗi người, rồi mỗi duyên hạnh, rồi mỗi phần hành đúng sai thì họ nhận lấy, nhận lãnh. Chứ mình cũng không nói đúng, không nói sai. Vì chuyện đời nó khó lắm, đã là đưa vào cái thị phi rồi thì nó hay cuốn hút con người. Vì con người nó có cái sự hiếu kỳ. Cái gì rồi họ hay tìm hiểu
điều tra lý lịch đồ đủ hết trơn. Thì mình không phải là chức năng, mình không có thẩm quyền ở chỗ đó, thì mình dính dáng chi vào mấy cái chỗ đó làm chi. Thôi cứ để cho nó tự nhiên đi, tự nhiên đến rồi tự nhiên đi, tự nhiên hiện tự nhiên ẩn, rồi đặng cho mọi việc nó đều bình lặng trở lại, bình thường trở lại. Bây giờ tôi khoái nhất là trên cõi đời này mà nhất là xã hội Việt Nam mình bây giờ cứ trở lại bình thường, sống với một cuộc sống yên ổn, cho mọi người được yên ổn, cho nhà nhà được yên ổn, cho người người được yên ổn, làm theo công việc của mình, già làm theo việc già, trẻ làm theo việc trẻ, mạnh làm theo mạnh, yếu làm theo yếu. Đó, cái người lao động làm theo lao động, cái người là trí tuệ làm theo công việc của trí tuệ, tức là làm bằng tinh thần và làm bằng là vật chất để mà tạo ra những cái cuộc sống cho nó tốt đẹp, gì là quý nhất. Không phải, không phải, tôi nói cho chú nghe như thế này. Cái này nó đã rơi vào cái sự tưởng tượng rồi. Cái cục đá này nó đã có từ trước ngày ông Minh Tuệ, nó cả hàng ngàn năm, hàng trăm năm qua. Mà cái đó nó là cái tự nhiên. Rồi con người mình khi phát hiện ra thì mình có cái sự tưởng tượng. Con người nó có cái trí tưởng tượng ghê lắm. Bởi vì trong này nó gồm có một, nó có hai loại trí. Một cái trí thật và một trí giả. Tức là một cái trí xảo diệu theo ma tâm của con người, ma trí của con người. Tức là ảo ảnh tâm ma, ảo ảnh ý trí. Thành thử ra nó ưa ra diễn tưởng ra những cái chuyện là ngoài sức tưởng tượng của mình, cũng như khoa học diễn tưởng đó. Thì con người nó ảnh hưởng là như vậy, chứ mình không cho đó là thiệt, ai lấy cái gì chứng minh đó là thiệt, mà ai lấy cái gì đó chứng minh đó là sai. Thành thử ra cái này cũng miễn bàn luôn, cái này thuộc về của thiên nhiên, của tự nhiên rồi. Cái núi két này nó đã tạo ra cái hình thể của nó là như vậy, nhưng mà hình thể của nó vẫn biến đổi theo thời gian, chứ nó không có đứng trụ là một chỗ. Nước chảy đá mòn mà. Cái đó là cũng như là do cái bàn tay của tạo hóa là nên cái tượng đá đó. Rồi mình muốn mường tượng ra gì mình mường tượng thì do trí tưởng tượng của con người. Nhưng mà bây giờ thì bà con đến tham quan và nhìn nhận là cái cục đá đó là rất giống ngài Siêu Minh Tuệ, thì cái nhận định của mọi người là giống vậy. Tôi cho mọi người đó đều là quan tưởng, họ sống với cái ảo ảnh quan tưởng đã quen cái thói rồi, thì họ gặp con chuột là họ nói con thỏ. Tôi nói thẳng, bây giờ ai dám cam đoan cho tôi là chắc chắn là cục đá đó là hình tượng của ông Minh Tuệ không? Thử ra hoàn toàn sai trật. Mấy chú đưa cái này lên là người ta cười mấy chú á, tôi nói thẳng luôn. Cho nên mình nên dẹp bỏ, lấy cái gì xác thật, tai nghe mắt thấy tai sờ đụng, nếm vào biết nóng lạnh để mà mình cảm nhận nó. Ăn trái ớt thì biết cay, cái mùi vị cay nó như thế nào, mà bắt buộc con người ta phải chô cho hết hà rồi chảy nước mắt à. Phải chứng nhận nó như vậy mới được, chứ đừng có sống theo quan tưởng. Là cái hòn đá đó là nó có cách đây có khoảng bao nhiêu năm rồi ông? Cái núi này có, cái núi két nó đã có, thì cái hòn đá nó, cái tượng đá đó nó đã có rồi. Nhưng mà cái sự thật, cái hòn đá là hình người đó là có lâu rồi, rồi bây giờ mới xuất hiện. Tôi đã nói là trời đất tạo sanh cái núi két ra, thì cái tượng đá và hình đá đó nó đã có rồi. Mà sở dĩ tại sao họ không lên tiếng trước là cái tượng đá này là ông Minh Tuệ. Mà khi đợi ông Minh Tuệ rồi, họ mới nói tượng đá này là hình thể của giống ông Minh Tuệ.
cái này là hoàn toàn vô lý 100%. Cái này là có khi nào mà cái đắng vô duy mà để không có vô duy nào hết, tôi nói hoàn toàn không có vô duy nữa, đừng có đổ thừa vô duy. Mấy chú quay mà mấy chú cứ đưa vô duy vô hoài là tôi không bằng lòng. Vậy ha, cái nào mà là mình phải nói xác thực trước mắt mình ha. Đến chính trước mắt cũng như mình. Tôi đã bao nhiêu lần rồi yêu cầu mấy chú đừng có đem ba cái trừu tượng đó mà gắn vào, quay mấy sự thật. Không thì cái này là mấy con cũng đi thì đi là mấy chú đi, ý kiến của cái mặt tiền không đó, ông Năm. Coi tôi là như vậy, dầu ai có ý kiến gì, ai muốn phản biện gì cứ việc lại gặp mặt thôi. Tại vì đa số thì bà con đến xem không thì mỗi người mà họ có quyền tưởng tượng theo cái ý của họ, nhưng đối với tôi là những cái đó là trừu tượng, là tưởng tượng. Mà mình nói sự thật trước mắt ha, chứ mình dù phải dù gì là mình không có phải kết hợp phải với tai nghe mắt thấy tai sờ đụng nếm vào biết nóng lạnh. Con người có vô duy thì phải có hữu duy. Trong cái mình không thấy nhưng nó cũng đưa ra những cái hiện tượng trong những cái hữu duy để cho mình thấy được. Thì nhờ mình thấy được vô duy là gì, là mình nhờ trong cái hữu duy nó hiển bày. Cũng như người ta biết trời mưa, người ta biết trời nắng, mưa nhiều mưa ít, nắng nhiều nắng ít, mưa ở đâu và nắng ở đâu, người ta đài thiên văn khí tượng, người ta các nhà khoa học người ta cũng hiểu biết, và người ta cũng noi theo cái cổ xưa và trong cái thời kỳ hiện tại bây giờ cái hoàn cảnh và cuộc sống của con người mình trong quả địa cầu này hiện tại bây giờ, thì nói tóm lại là nó không giống như cái thời cổ xa xưa, cách nhau 5 năm là nó quá sự thay đổi. Thì huống hồ gì nó đã trải qua cả hàng ngàn năm, hàng trăm năm, không có cái gì mà đứng trơ trơ tự nhiên. Cái núi két này hay cái núi tượng hay là tất cả trong vùng bảy núi hay là tất cả các cảnh ở trong quả địa cầu này, nó đều có xoáy mòn theo thời gian, nó có điều sự thay đổi. Nó thay đổi cái này và có khi nó đưa cái hiện tượng khác lên. Cũng như sông, chỗ thì lở, chỗ thì bồi, chỗ thì là bãi biển, chỗ thì là cồn, chỗ cạn chỗ sâu. Thành thử ra cái này là tùy theo cái vận hành của thiên nhiên tự nhiên nó, và do nơi khúc sông mà nó tụ lại nhiều cát đá để mà nó thành bãi thành cồn, chứ bây giờ mình không có nói được. Mà hiện tại mình phải nói cái hiện tại của mình trong cuộc sống này nó như thế nào, con người nó ra sao, nó có cái tinh thần đạo đức nhiều hay là ít, hay là nó bị ảnh hưởng về vật chất. Cho nên giữa cái cân đo giữa cái tinh thần và cái vật chất, hiện tại con người mình nó có bị sa sút không? Có cái nào nó bị sa sút? Vì mưu cầu cuộc sống, ai cũng trên thế gian này ai cũng đều có cái sự mưu cầu sự sống ở trên. Nhưng mà trong cái sự sống này coi nó có cái sự êm đẹp không, hay là vì cái chỗ mưu cầu sự sống mà con người đi đến cái chỗ tranh sống mà gây ra những cái ảnh hưởng tai hại khổ đau. Thì mình nhìn thấy rồi tự mình xét đoán để rồi tự mình lo mình làm sao cho nó được êm ái và ổn thỏa, cho nó đẹp với thế đời đang tiến triển gì thôi. Chứ giờ nói sao giờ. Còn phần ông Minh Tệ thì tôi nói thiệt với mấy chú, lên chấm dứt đi. Thì mình cũng nói ra những cái cảm nhận cảm nghĩ của mình về sư Minh Tệ thôi, để bà con cảm nhận biết thêm. Không, cảm nhận thì
biết bao nhiêu là dư luận ta đã đưa lên rồi, biết bao nhiêu nhà ký giả người ta đưa lên rồi. Thì ở trên đời mà thương thì khác, ghét thì khác, hợp thì khác, không hợp thì khác. Luôn luôn lúc nào nó cũng có những cái đối lập với nhau. Thành thử ra thương thì diện lẽ thấp cao bào chữa, còn ghét thì kiếm chuyện giờ thiêu. Thành thử ra cái này nó đã rơi vào cái thị phi rồi. Nó nằm về thị phi rồi, nó không còn nằm về công tâm của đạo lý nữa. Thì từ khi ngài Thích Minh Tại xuất hiện đó ông Năm, thì mặt phải với mặt trái của cái đạo Phật đó, nó hiện ra rõ luôn ha. Rồi người dân biết ở đâu là cái này đạo cũng chánh, còn người dân biết ở đâu cái này là cũng chưa đạo không chánh. Cái này hiện cũng ra, chưa hiện rõ. Hiện ra chưa ông Năm? Chưa hiện rõ là vì nó còn đang mập mờ, bởi vì hai bên còn đang tranh luận và còn đang binh vực. Có những kẻ làm quấy người ta thấy là 100% quấy, nhưng mà vẫn có người binh vực. Rồi mình làm sao giờ mình nói? Rồi có người là phải 100% phải, nhưng mà cũng có người kiếm chuyện bôi lọ. Bởi vì cái đời bây giờ nói thẳng một câu, nó đã bị chênh lệch rồi. Cái công tâm, công án và công luận nó bị chênh lệch. Thành thử ra cái này thôi, mình miễn bàn. Nói nhiều, nó phiền hà lắm. Đánh trống thì động chuông, bất may thì động rừng. Cho nên quý vị cũng cần phải hiểu cái này để làm chi, để mình tiếp tay với nhà nước cho nó ổn định cái tình trạng hiện nay nó đang sôi động, mà bây giờ nó được lắng dịu thì thôi để cho nó lắng dịu đi. Rồi khi nào ông Minh Tệ ông xuất hiện nữa thì đến chừng đó rồi mọi người cứ nhìn đó mà cứ tiếp diễn. Bây giờ thì từ khi ngài Minh Tệ xuất hiện thì tất cả người dân cả nước cũng như là người dân nước ngoài rất là hâm mộ ngài. Đi theo ngài thì làm ùn tắc giao thông thứ nhất, thứ hai nữa là an ninh đó ông Năm, thì rất là khó khăn cho các ngành chức năng. Tôi nói thẳng luôn, cả nước ngoài, dầu cho các nhà trí giả ở nước ngoài, dầu cho các hàng tu sĩ ở nước ngoài, họ biết nhiều thứ tiếng đó. Họ lào thông về là các kinh luật luận luôn, kể cả kinh Pali đó, và phạn ngữ ngày xưa họ cũng hoàn toàn chưa bảo đảm là họ đã biết trọn vẹn về Sư Minh Tệ. Bởi vì chính có ông Sư Minh Tệ ổng mới biết ổng mà thôi. Bởi vì cái việc ổng tu tập là cũng giống như mình ăn món nào thì mình biết cái món đó nó ngon hay là nó không ngon, mình tắm lúc nào thì mình biết lúc đó nó mát hay là không mát của bản thân mình. Chứ bây giờ không nhìn ông Minh Tệ mà nói theo cái chủ quan của mình được, mà mình nói khách quan cũng không sao gọi là khách quan được. Thành thử tôi đã nói nó rơi vào thị phi rồi. Tôi tuyên bố thẳng trên quả địa cầu này, dầu là một bậc tu sĩ nào cũng chưa dám bảo đảm rằng biết hoàn toàn về ông Minh Tệ. Dầu cho là một nhà tiên tri hiện hữu đi cũng chưa bảo đảm là quyết. Nếu họ tiên tri hiện hữu, tại sao họ không báo trước những cái thời kỳ trời đất đang quay cuồng bão lộn, báo cho những cái cơn bão hay là những cái cơn lốc xoáy như thế nào, báo cho đồng bào nhân loại để cho người ta chuẩn bị, để mà người ta khi cơn bão đến người ta có cái phần là dữ liệu để cho nó được bớt đi cái ảnh hưởng nguyên biến. Còn cái này cơn bão nó ập tới, nhà tiên tri cũng chẳng bó, cũng đành bó tay. Thì nói gì,
thành tựu là thôi miễn bàn, tôi đã nói miễn bàn, giờ miễn bàn đi.